Một xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Ông Minh với tôi nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay cha có đặt mấy cái lợp đó, mấy ngày chưa có đi thăm á. Thì bữa nay mình đi thăm mình kiếm coi có cá không, nặng mình về làm bữa cơm gia đình ăn nha cả nhà ơi. Cả nhà đang xem chương trình nha. Hai hay ba ngày đó cha chưa có đi thăm. Đây hy vọng có cá để mình làm cơm ăn. Lợp này tại vì ở đây là cái ao mình sâu lắm, mình mà mình đặt là mình phải mình đặt xéo rồi nè, để cho cá nó đi ở dưới, cái nó đi luồn lên rồi mình phải chừa cho nó hỏng lên nè, khi cá nó vô nó có khoảng này để nó lên ngớp nó sống được. Mình đặt mà nước nó sâu quá, mình đặt lúc mất tiêu cái lợp thì cá nó vừa không bao lâu nó chết rồi. Này sao nghe em vui ta. Rồi. Xong rồi. Hên rồi. Em à. Quá cá luôn anh hai. Mới đầu thấy nghe sao dở lên nghe em gu rồi, tính đâu rồi chứ. Rồi. Ô quá trời cá phi. Ô có cá chê đó kìa. Ô cá này cá gì ngộ ta? Cái lai gì? Cá này như cá gô, cá điêu hồng á. Cá điêu hồng lai cá phi á. Ừ. Có ốc nữa nè. Quá êm nè. Ô. Có cái dậy nữa nè. Trời. Đúng không? Cái dậy bự quá ta. Lâu vô nhìn thấy cái dậy rồi ta. Chắc cái dậy mua lần cha thả vô bềm rồng bây giờ nó lớn hay gì nè. Ồ cá này. Ồ. Là mình sử dụng được rồi, mình ăn được rồi. Ừ, có cá gô nữa nè. Con cá gô nữa. Hai ba cá chê luôn. Mà cá chê cũng không được lớn ha. Ô em ơi. Thôi đổ vô xô xiết rồi. Mừng quá có cá vô làm đồ ăn cơm rồi. À. Trời này đủ rồi cá luôn. Chê. Cá phi. Rồi có một con cá rô nữa. Quá trời nhiều cá đổ không ra hết luôn trời. Nhiều thiệt luôn. Cô chú anh chị theo cho anh hai đổ tiếp nha. Còn hai cái lợp nữa cả nhà ơi. Cha đặt ba cái rồi, cha đặt ba cái, dạ cái này cái đầu tiên, còn hai cái nữa, mà hai cái kia chắc phải xuống cái vỏ để mình đi chứ không có đi trên bờ nữa. À, giờ mình cũng tới cái xuồng này. Mình cũng sẽ xuống xuồng với anh hai luôn ha. Cá này hồi mình đổ ra xuồng cho mình dễ lựa ha anh hai. Mấy con cá gì? Nhỏ thì mình thả lại. Tại vì nay cũng dính đủ loại. Mình lựa cá lớn mình ăn thôi, cá nhỏ để vài bữa lớn bắt sao. Dạ. Cá phi nhiều quá. Mà em thấy cá chê nó bén hơn nha. Cá chê thì lúc nào cũng ngon à, cá chê thì nướng hay chiên thì chấm mắm gừng ai cũng quá cháy bùn chét à. Sáu chồng hay thêm hàng dừa, ngoài này mát quá ha anh hai. Dừa trồng cũng được hơn 2 năm rồi, chứ không bao lâu nữa có lươi mèo có trái à. Ở phía trên đây là cái lộ nè. Cái lộ nông thôn á. Thì Diễn Sáu có trồng cái hàng mít đó. Sáu chồng hàng mít theo gặp lộ nè. Có ba cái bịch quá hả anh hai? Có ba cái gao nhút nè. Gao nhút này là gao nhút Thái đúng không anh hai? Gao nhút Thái này thì nó ăn có độ chát, nó không có ngon bằng mà gao nhút kia của mình ha. Ôi đụng cái lợp. Đụng cái lợp luôn hả? Có cha rồi. Đây là tới. Cái này sao cũng nghe em gu vậy ta. Ô có em có cá. Ồ cũng cá phi nữa anh hai. Cá phi thì ở đây cá phi là chủ đạo mà. Cá phi nhiều lắm ta. Mình đổ ra đây. Đổ rồi. Ô có ốc nè. Ủa có được con chê nữa kìa. Wow. Cá chê nè, cá chê vàng luôn ha. Ừ. Chê đồng. Có ốc nữa kìa. Đặt lại xong á. Tới khúc này bịch quá trời.
chắc lội xuống kéo cái vỏ rồi sẵn bẻ ít dao rồi để mình nấu canh hay là mình nấy gì luôn cho anh xuống. Dạ. Xuống cho cái vỏ đi. Này xuống kéo cái vỏ qua ha, cái vỏ nó bị kẹt trên cái rau nhút luôn rồi. Quá kẹt. Bông súng, bẻ bông súng không? Rồi bẻ hết bông súng luôn đi anh hai, ngồi có ăn gì em. Mấy bông không non không nè. Kiếm thêm. Đây, đi ra. Bông súng này là bông súng gì anh hai? Bông súng này bông súng thường à. Còn bông súng Đà Lạt là có cái cọng nó bự với cái bông nó màu sắc nó đẹp hơn. Cái bông súng Đà Lạt đó, nó ăn nó không ngon mà bông súng này ha. Ừ, nó cứng hơn. Với thêm nó bỏ vô nước nó bự là nó bị lạc nước của mình á. Ừ. Bông súng này ăn dễ ăn, nó mềm mà nó cũng ngọt hơn bông súng Đà Lạt. Như em thấy nó có một bông ở đây nè. Hai bông luôn ha. Thấy qua cái rau muống này thấy nó cũng có non non nè, bẻ ăn ít vô coi mình có nấu mình có ấy gì ăn được thì dùng, thấy non nó cũng ham, bẻ nghe cũng bụp chứ. Tháng này hổm giờ nắng thì nó không có có sum xê hay anh hai. Ừ, mà điều nó cũng còn được chứ còn tới mưa xuống nó là non lắm à. Tại hổm giờ cũng có mưa lai gai nè. Ừ, mà cũng hết rồi, tới vô mùa mưa đó là nó non dữ lắm. Rồi gần tới cái lợp rồi. Quá trời chỗ này bịch vậy đó, cá nó hay nó trời nắng cái nào nó thấy chỗ nào bịch cái nó chui vô nó trốn. Chui vô trốn phải thời chui vô ngay chẳng cái lợp luôn. Này có chắc có cá này. Thấy gục nhúc nhích này. Rồi, có cá. Anh đổ ạ. Có cái dậy nữa nè. Ôi về được hai cái dậy luôn. Rồi. Em à. Cái cây này là mình cầm cho cái lợp nó đúng vị trí á. Cá nó có vô rồi này kia nó không có bị lạch cái lợp. Ôi quá trời cá vàng đó nó nhảy rồi. Nắng quá nóng gì vậy? Nóng quá. Quá trời. Ôi cá này quá ăn vô sẽ căng luôn rồi. Quá trời cá phi luôn anh ha. Ừ. Được ít con cá, được ít cá chê. Ừ. Cá rô với hai cá dày. Điện lão không chạy. Anh Linh ơi. Ô, chào cả nhà. Lập cho kỹ nha. Còn nhiều người đây còn kiểm tra, tôi còn xem nữa đó. Chuyện sao rồi? Lộp này, lộp này quá mát. Lội vô tới trời luôn. Lội sẵn lội ướt mình là lội luôn. Lá cũ hôm trước mình vỡ cái chòi cũ ra nè. Thì vỡ cái chòi cũ ra còn cái lá này nó còn xài được nè. Rồi mình tận dụng lại làm cái mái che nó cho mưa nó bớt tạt. Được cá quá nhiều rồi mình lựa ít cá đủ mình ăn cả nhà. Lựa ít cá dày với cá chê nè. Còn cá chê nè với cá chê nhỏ thì mình cũng thả lại. Còn cá như con cá chê gì đây mình thả lại cả nha. Cho nó bự đi nữa lớn mình bắt mình ăn đó. Còn nhỏ ăn. Với cá phi chắc lát mình cá nào lớn mình cũng rộng lại. Ồ dậy quá. Cá mạnh. Cá dày nè, cú mềm luôn trời, nhìn thấy ham thấy biết không? Tròn vo như cái hụt mít vậy. Nó cỡ chạng này thôi chứ nó đâu có bự. Cá dày nó đâu bự bằng cá lóc đâu. Mà điều nó ú hơn cá lóc nha, nhìn cái nè. Quá gió nó tròn vo mà cái đầu nó nhỏ xíu mà cái mình nó bự cái nè. Nhìn đã à. Nhìn nó được cái mình á, còn cái đầu thì nó nhỏ. Cái đầu nhỏ, còn cá lóc thì cái đầu nó bự thôi. Mà nó đâu có được ú như cái dày này đâu.
ăn thịt ngon lắm à. Giờ nổi luôn. Mình cũng lỡ cá xong rồi giờ mình làm cá, mình làm cơm ăn ha. Làm cơm ăn, nghe dầm nước nãy giờ nghe cũng đói bụng luôn đó. Sáng giờ chưa ăn cơm. Nãy giờ mình cũng có lựa được mớ cá lớn nè. Cá nhỏ thì mình thả lại rồi, cá lớn thì mình mần nè. Nó còn khoảng cỡ 5 con cá chê với con cá rô. Thì mình tính chiên chấm mắm gừng. Còn hai con cá dày này mình sẽ làm món luộc con mẻ này. Dạ, rồi. Thì chín lạc rau còn chín mới lại nè. Chào cả nhà. Rồi, giờ phân công cho cậu chín lạc rau nha. Rồi, ok. Thì bữa nay chú Tư cũng bận việc gia đình nè. Thì bữa nay anh hai sẽ chiên cá. Rồi mình cũng sẽ vô xong món cá dày làm cái lẩu đi. Lẩu cơm mẻ. Sẵn có rau này mình nhúng nè. Thì bữa nay cũng có chuẩn bị ít bạc hà với để một súng lên hai nhổ nè, với vài đọt rau muống. Tại rau muống này nó đỏ thì thôi, nắng với nó nắng nó đỏ. Rồi mình cũng đặt rau này thôi mình nhúng luôn. Có chuẩn bị ít rau ăn sống nữa nè. Này thì cũng đủ loại cho nhà chồng. Thì rau sớm mẹ hái nè. Rau này ăn cá chiên thì thầy luôn. Quá trời đủ loại rau nha. Cá dày rồi đó nhiều quá, giờ thấy ít cá dày dữ. Mày nhờ cha có đợt đó có kiếm ở đâu đó có bèm gồng cá dày á, vậy cái mình thả lúc nó còn nhỏ, bây giờ nó được bơi lớn rồi đó. Cũng mau lớn nè. Nó cá dày ú ha. Dạ, yeah, ú quay. À. Thì giờ có mưa nè, có chú chị có nói chuyện cả nó không được rõ. Phạt tới tới lưng cậu chín với anh hai luôn mình. Ngồi ông luôn hả con chết? Ừ. Nghe này muốn lạnh luôn chứ bác gì nữa. Đây đây là rau thì mưa nó tạt. Nước hết rồi, không biết có chỗ ăn đâu nữa nè. Bữa nay chú Tư đi công chuyện nè. Bữa nay mình thế chú Tư nè. Tưởng tội xả. Đảo thì nhanh nhanh cái chuyện đó, nó hơi tại cái đó, chảo hơi nóng á, chảo hơi nóng á. Mình cho nước đi luôn. Vàng à. Mình cho nước vừa phải à. Cái cơm mẻ hồi mình sẽ lấy cái vạc á, mình để vô đây mình dạo cơm mẻ luôn cho nó nhanh. Trời nãy giờ cũng mưa tạt ướt hết cái sàn này nè. Giờ tiếp tục anh lên với Diễn Sáu cũng lập tiếp cái phần còn lại. Giờ hồi ra phía bên cái bếp này nè. Thì cái bếp này nè. Cũng lập thêm cái bên đây luôn để cho anh mưa nó khỏi tạt vô bếp. Lột từ hồi lúc mà mưa lột tới hết mưa luôn. Thì mưa quá chạy trốn, chạy trốn. Cậu chính bữa nay mưa rồi đâu đi làm được ha. Ừ, nghỉ buổi chiều. À, giờ nước cũng hơi sôi, để cái lược vô đây nè. Thì cho ít cơm mẻ vô mình dạo. Cơm mẻ này thì bữa hổm mình cũng có nuôi sẵn. Giờ cũng được phần ít. Chắc cái này cũng chua dữ à. Chua cơm mẻ chua. Ừ. Cho thêm miếng nữa chắc được ạ. Rồi, nhiều nó được, nhiều nó thấy chua đó. Dạ. Còn đủ đá là bên kia nghe không? Vậy cái kia thần này bỏ lại đây đi. Rồi, giờ nước cũng sôi mình bỏ cá vô ha. Cá u quay nhìn thấy ham à. Con cá nó tròn vo luôn ha. Ừ. Mà con cá dày này sao cái đầu nó nhỏ xíu ha. Cái nó chắc cùng họ với con cá lóc quá. Thấy giống cá lóc quá ha. Giống nhưng mà nó thịt ăn nó ngon hơn à, mà nó cái hình dạng nó thì nó cũng khác hơn nữa. Dạ. Bây giờ mình cũng nêm luôn ha, nêm luôn đi rồi
tới nó sôi lên mình gấp cá ra cũng vừa. Nêm ngọt, ớt muối. Thấy thấy chuyên nghiệp quá trời ta. Điêu luyện lắm à. Điêu luyện. Này chua mình cho hơi nhiều đường xíu. Ừ, làm nó chua chua ngọt ngọt chan mới lại. Đổ. Cái nồi này cũng bự nè, mình cho thêm miếng đường. Cá này chắc nó cũng mau chín hay anh hai? Mau. Ồ, mới đây nứt da nè. Ừ. Giờ mình cũng gấp cá ra ha, đặng hồi mình bỏ nó lẩu á. Cá cũng chín luôn rồi đó. Ủa. Cũng muốn gãy ra luôn anh hai. Hay trơn, hay trơn. Gấp từ từ thôi. Ồ, cái đầu này nó gã anh hai, cái đầu con cá này nó gã. Ừ. Rồi, thôi giờ mình cũng nhắc cái lẩu xuống luôn ha. Đang hồi mình nướng lẩu qua. Về chảo nóng này mình đổ dầu lên mình chiên cá nè. Wow, chảo nóng dữ à. Này nó nóng luôn cho nóng. Nó đừng có dính á. Ừ. Chán sơn cái để cho nó đều dầu. Cái này bỏ vô chắc nó dằn lắm ạ. Né né nha. Giờ cũng đang làm nước mắm gừng để chấm cá chiên nha. Cá chê chiên này mà chấm mắm gừng này ngay luôn ha cô Chính. Ừ. Với nướng á, nướng mình chấm mắm gừng ăn cũng ngon. Cháo đưa với cá banh đầu lá. Nước mắm này. Mắm dừa. Này mình cho thêm hồi mình cho thêm tí nước mắm nữa đi cô Chính. Chấm không đủ hả? Chấm hồi sợ không đủ á. Mình cá chiên chín là mình ăn được ha cô Chính. Rồi. Cái loại cá chê này là nó có rất nhiều cá chê trắng, cá chê vàng mình lắm chứ đúng không? Cá chê trắng, chê vàng, rồi cá chê phi, rồi cá chê lai, nhiều loại. Yeah. Mình này, cá chê đồng, cá chê vàng. Và cá chê trắng cũng hiếm. Yeah. Có cá chê trắng nấu canh chua ăn thịt lắm á. Dạ ngon. Nó có mỡ mỡ rồi béo em. Ừ. Với thịt nó dai nó săn chắc đó. Nó canh chua là ngon dữ dội luôn. Dạ. Nhìn nó vàng hấp dẫn lên này. Ừ. Vô máy thời đèn chứ ở ngoài nó không có bị đen nha. Ừ. Ngoài là nó vàng lắm. Tại cái con cá nó có cái đó màu đen nữa. Hấp dẫn quá. Thịt con cá nó vàng dữ nha ha. Ừ. Con này còn hơi dính nhẹ. Giờ mình gấp này xong mình cũng ăn được ha anh ha. Ừ. Thì giờ nãy giờ mấy anh em cũng làm món ăn xong rồi. Thì giờ cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cá bên này để gấp thì vẫn vài con để cá không nhiều quá. Nãy giờ làm cũng mệt hết lên. Mệt. Rồi ăn mạnh mạnh vô đi nha. Mời. Dạ. Để cho nó thơm thơm. Mời cả nhà dùng miếng cá dày nấu lẩu của mẹ.
để con bỏ hết rau vô. Trời mưa mưa này ăn lẩu ấm này luôn nha. Nãy ngày nãy đi dở cái lọc của cha, con tính đâu là gọi gỡ lên thấy nó im ru à, mà sao mà dở lên rồi thấy có cá nghe mừng quá trời, tính đâu là gọi luôn rồi chứ. Cá gì chứ nó vô lọc nó hết phóng ừ. Nó không phải như cá lóc tập bỏ hổm rồi biết là lâu rồi mua xong. Nãy lúc dở lên tới mặt nước á nó mới dậy ừ. Cá dày à, khoái lợp với lờ lắm, nhu cầu đặt là lờ vô, đặt lợp là cá dày vô. Trời mưa mưa cơm ngon thật không? Ăn có rau rồi ngon. Còn anh thử cái món cá chiên của anh à. Thử đủ điểm không? Cá chiên, cá chê mà chiên giòn giòn ăn ngon á. Còn thấy giòn cho lắm nè. Không lẽ tự khen chứ quá ngon rồi. Này chắc mình bỏ mưa luôn á lên. Bỏ mưa. Mưa tới quá trời mận được cái gì thôi. Mưa tới mình đâu leo lên chảnh được đâu lên. Ừ được. Gió thổi đưa ba cái lá lên cái quạt gãy ra chân. Ừ. Để mai mai nắng rồi mình làm lại. Ừ. Mình làm bên đó ở đây luôn. Đúng rồi. Thì cũng ổn rồi. Cũng không tạt nhiều. Lâu lâu mới mượn lên lên tiếp được bữa chứ có được mượn được hoài đâu, phải đãi món ngon ngon chứ. Cá dày này với cá chê hồi đó nhiều quá anh Sắp, bây giờ cho mình thấy nó ít nè. Dân cư bắt đến bắt quá. Nó dễ dạt trong rừng đâu còn ha, vậy đó nè. Còn mà còn ở trong sâu trong giống á, còn gần gần ngoài này thì hết rồi. Ừ. Cá không? Này nhờ vườn sáo cũng bao con đìa nè. Lại nó mới còn á, chứ gặp như người ta Thái Lan người ta đánh bắt hết trơn rồi, đâu còn đâu. Cá sáu tuần dưỡng lại không à? Dưỡng đỡ bây giờ dùng mà lúa chảnh á, cho thấy ta thiệt quá trời thiệt. Được không? Được. Anh Hai bỏ cá vô tim đi này. Và lên buổi sáng. Cá còn nhiều lắm nha, ăn mạnh mạnh lên. Wow. Ú nần luôn nè. Bà trời. Cái bạc hà này bỏ vô cái lỏng này ngon quá nè. Chín ăn mạnh mạnh cô chín anh ơi, quả trời cá nhiều lắm, bữa nay đồ ăn nhiều cách lắm, cá chê cũng còn đó nha, còn mấy con này để gạo lắp cá cho này nè. Chính ra tôi giống lên làm chung ngành hả? Chung ngành ngành xây dựng hả gì? Chung ngành xây dựng. Mà chắc mùa mưa này dở quá cô chín ơi. Mùa mưa này làm nghề hồ này nó bấp bênh, mặn như không có được chọn ngày, như buổi sáng hay như buổi chiều như vậy đây đỡ không rồi nè. Thì như bữa nay nè, tôi làm được buổi sáng hay buổi chiều nghỉ đó. Đúng rồi, chiều là không có làm được. Mặn ngày 250 mà giờ còn 125 à. Ngày mặn có 1 buổi 1 buổi à. Mặn nữa bây giờ đây trở lên là mưa nhiều nè. Bây giờ làm được 1 buổi hay 2 buổi à. Đúng rồi. Thử nước em, nước canh em không? Quá tuyệt vời. Ngày hồ này từ tháng 10 trở lên về Tết á, tổ chính là mặn đều đều luôn á. Tại đó người ta cất nhà nhiều. Cất nhà ăn Tết luôn hả vậy? Đúng rồi. Tại đó là người ta canh canh, người ta làm nhà lớn lớn, người ta 2 tháng mấy là cận Tết luôn. Với thêm cái mùa đó nó khô gáo, dễ mặn, mặn xong cái ăn Tết luôn. Chính ra ngày hồ thì vất vả, nắng thì làm được mà nó mệt lắm. Cảm nhận mới đỡ. Ừ.
giòn cả. Ôi dữ rồi, muốn ăn cá cánh nước mắm gừng nó còn gì bằng hay gì khác. Cá phi cái này đâu hên đặt dính cá chê không, mỗi bữa là dính vô cá lóc, cá lóc mà cũng nhỏ nhỏ, cá lóc bự nó cũng ít vô, ít cá lóc bự trừ khi mình nhắc hoặc là mình cấm câu gì mới dính nhiều chứ chắc làm ít dính cá lớn lắm. Chắc trời muốn mưa gì cá đi mát mình ha. Trời mưa tới cũng nghỉ chân. Giờ gia đình mình cũng dùng cơm xong rồi, mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn cả nhà vào clip sau nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha.